trì giới, nhẫn nhục. Ngài Huyền Trang dịch cái chữ nhẫn nhục sát nghĩa mà lạ hơn là Ngài Cư Ma La Thập. Ở đầu thế kỷ thứ tư, Ngài Cư Ma La Thập dịch là nhẫn nhục ba la mật. Ngài Huyền Trang cuối thế kỷ thứ bảy, Ngài dịch là an nhẫn. An có cái gì? An trụ, bình an trụ, an nhẫn. Nhẫn nhục cách an lành, nhẫn, bỏ chữ nhục đi. An nhẫn ba la mật. Còn mà trì giới đó, Ngài Huyền Trang dịch là tịnh giới, thì nghe nó đẹp hơn, tịnh, thanh tịnh. Tại vì trì có cái gì nó có vẻ trì giữ. Còn Ngài dịch là tịnh giới, tức là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến. Có nhiều khi Ngài dịch là, Ngài Huyền Trang dịch là dũng tiến, giống anh hùng, tiến tới, dũng tiến. Rồi mà thiền định, thiền na, Ngài dịch là tĩnh lự, cái tư tưởng mình mới tĩnh lặng, tĩnh lự qua năm mật. Còn Bát Nhã tôi phải dịch là Bát Nhã, âm là cái chữ Prajna, trí huệ. Thành ra khi mà đi trên con đường Bồ Tát hạnh này, tất nhiên phải cho bố thí, phải biết cho là mới biết mới giữ được giới. Còn giữ giới mà không cho không được. Mà cho đây đừng có biết, không có tam luân, không có ba cái dòng, tức là không để ý tới là mình cho, không để ý tới người khác nhận, không để ý đến cái đồ mình cho. Bồ Tát không có lưu ý tới cái đó. Bỏ lui cái đó thì còn bị dính kẹt, vướng mắc vào trong cái gọi là nhân, cái ngã, cái súng sanh, cái tội giả, người nhận đó. Nhân, ngã, súng sanh, tội giả. Thành ra chúng ta về thời gian thì chúng ta phải cần đọc kinh, thì chúng ta phải cần biết qua. Bởi nhiều khi chúng ta đọc kinh thì chúng ta hay nói đến Bồ Tát phải trải qua ba vô số kiếp, thì chúng ta ngạc nhiên là đã vô số rồi sao có số ba. Thì vô số kiếp là trong cái nghĩa mà tôi vừa giảng đó là như thế, là một vô số kiếp. Asankhya có số một, thông thường chúng ta cái kinh đó 51 số, số không lần sau phải trải qua ba cái vô số kiếp. Hôm nay tôi giảng đến cái phẩm biến học, phẩm thứ 74, tập 3 của Ngài Tứ Tịnh. Ngài Tứ Tịnh dịch. Kỳ này tôi chỉ giới hạn lại trong cái quyển mà đại, trong cái Maha Bát Nhã Ba La Mật, gồm có 3 tập mà Ngài Hòa Thượng Thích Tứ Tịnh dịch, 1700 trang, gồm có 3 cuốn. Tức là Ngài dịch từ bản của Ngài Cư Ma La Thập là thuộc vào 25.000 bài tụng. Nếu có dịp lần sau nữa thì tôi sẽ giảng Đại Bát Nhã Ba La Mật của Ngài Huyền Trang đó, thì cái đó nó gồm tới 4.800.000 chữ, nghĩa là ít nhất là 23.000 trang, 23.000 trang, thì bộ đó dài, bộ đó khó. Nhưng mà thật ra không có gì khó bằng tất cả từ 4.800.000 chữ thu lại trong một chữ là chữ A, rồi từ 100.000 trang mà thu lại không đầy một trang là tâm kinh, rồi tâm kinh thu lại trong chữ mà yết đế, đế ba la kia ba la tăng đế bồ đề tháp ma ha, tức là ga tê ba la ga tê ba la sam gu tê bồ đề so ha. Trong cái nghi thức của chùa đó có in cái chữ đó, Gati Paragati Parasangati Bodhisattva, nhưng mà nhà in sai cái chữ Bodhi. Thành ra quý bác phải tự sửa lại. Nhà in là trang 11, Gati Paragati Parasangati Bodhi. Thì chữ Bodhi nhà in là Bodhi, phải sửa lại, với bác sửa lại là Bodhi. Gate Bodhi thì ba lần Bodhi đều in sai hết, thì phải mấy chữ Bodhi phải sửa lại Bodhi, chữ ác, chữ hát đó, chữ hát đó, hát hồ ha hí b Dhasi Bodhi, Bodhi ba lần in sai. Rồi mấy cái này nhà in không để ý, bác sửa lại nhé. Đó là tôi nói ra ngoài đề nhưng vẫn vô đề.